Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Vẻ gợi cảm của hai người đẹp Thanh Hóa là Hoa hậu Thanh Hóa từng có hai người đẹp đăng quang cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia là Nguyễn Thị Ngọc Anh và Đỗ Thị Hà. Nguyễn Thị Ngọc Anh sinh năm 1993 và đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam khi vừa tròn 20 tuổi. Thời điểm sở hữu vương miện danh giá, cũng nhận được nhiều lời khen vì có gương mặt khả ái, lối ứng xử khôn khéo. Về vóc dáng, Ngọc Anh chỉ sở hữu chiều cao tới 1m69, số đo 3 vòng 84-60-89cm. Nhưng nhờ phần trình diễn tự tin, cô đã vượt mặt nhiều đối thủ có thể hình lối bật hơn. Sau cuộc thi, Ngọc Anh tập trung thời gian cho việc học và hoạt động thiện nguyện. Thỉnh thoảng nàng hậu 9X đã gây chú ý khoe hình ảnh ăn vận, hút mắt. Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 và đang là tân hoa hậu Việt Nam năm 2020. Bên cạnh nhan sắc cuốn hút và luôn là ứng viên nổi bật ở các phần thi phụ, cô gái tròn 19 tuổi còn có lợi thế về vóc dáng chiều cao 1m75 cùng số đo 3 vòng lần lượt 80-60-90cm. Hình ảnh Đỗ Thị Hà khoe dáng khi diện trang phục bikini trong quá trình tham gia tranh tài. Trước khi nổi tiếng, cô cũng không ít lần khoe ảnh gợi cảm trên trang cá nhân của mình. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.